Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Thi Thiên 117. Hỡi các nước, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va. Hỡi các dân khá, ca tụng Ngài. Vì sự nhân từ Ngài rất lớn cho chúng ta. Sự chân thật Đức Giê-hô-va còn đến đời đời. Hallelujah. Chương 5. Vậy, anh em hãy trở nên kẻ bắt chước Đức Chúa Trời, như con cái rất yêu dấu của Ngài. Hãy bước đi trong sự yêu thương, cũng như Đấng Christ đã yêu thương anh em, và vì chúng ta phó chính mình Ngài cho Đức Chúa Trời làm của dân và của tế lễ như một thức hương có mùi thơm. Phàm những sự gian dâm hoặc sự ô uế hoặc sự tham lam cũng chớ nên nói đến giữa anh em theo như cách xứng đáng cho các thánh đồ. Chớ nói lời tục tiểu, chớ giễu cợt, chớ giả ngộ tầm phào là những điều không đáng, nhưng thà cảm tạ ơn Chúa thì hơn. Vì anh em phải biết rõ rằng kẻ gian dâm, ô uế, tham lam, tức là kẻ thờ hình tượng, không một kẻ nào được giữ phần kế nghiệp của nước Đấng Christ và Đức Chúa Trời. Đừng để cho ai lấy lời giả trá phỉnh dỗ anh em, vì ấy là nhân những điều đó mà cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời giáng trên các con bạn nghịch. Vậy chớ có thông đồng điều chi với họ hết. Vả lúc trước anh em đương còn tối tăm, nhưng bây giờ đã nên người sáng láng trong Chúa. Hãy bước đi như các con sáng láng, vì trái của sự sáng láng ở tại mọi điều nhân từ, công bình và thành thật. Hãy xét điều chi vừa lòng Chúa và chớ dự vào công việc vô ích của sự tối tăm, thà quở trách chúng nó thì hơn. Vì dầu nói đến điều mà những người đó làm cách kín dấu cũng đã là hổ thẹn rồi, nhưng hết thảy mọi sự đã bị quở trách đều được tỏ ra bởi sự sáng. Phàm điều chi đã tỏ ra thì trở nên sự sáng vậy. Cho nên có chép rằng: ngươi đang ngủ, hãy thức, hãy vùng dậy từ trong đám người chết, thì Đấng Christ sẽ chiếu sáng ngươi. Vậy hãy giữ cho khéo về sự ăn ở của anh em, chớ xử mình như người dại dột, nhưng như người khôn ngoan. Hãy lợi dụng thì giờ, vì những ngày là xấu. Vậy chớ nên như kẻ dại dột, nhưng phải hiểu rõ ý muốn của Chúa là thế nào. Đừng say rượu, vì rượu xui cho luông tuồng, nhưng phải đầy dẫy Đức Thánh Linh. Hãy lấy ca vịnh, thơ thánh và bài hát thiêng liêng mà đối đáp cùng nhau, và hết lòng hát mừng ngợi khen Chúa. Hãy thường thường nhân danh Đức Chúa Jesus Christ chúng ta, vì mọi sự tạ ơn Đức Chúa Trời là Cha chúng ta. Hãy kính sợ Đấng Christ mà vâng phục nhau. Hỡi kẻ làm vợ, phải vâng phục chồng mình như vâng phục Chúa. Vì chồng là đầu vợ, khác nào Đấng Christ là đầu hội thánh. Hội thánh là thân thể Ngài, và Ngài là cứu Chúa của hội thánh. Ấy vậy, như hội thánh phục dưới Đấng Christ, thì đàn bà cũng phải phục dưới quyền chồng mình trong mọi sự. Hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình như Đấng Christ đã yêu hội thánh, phó chính mình vì hội thánh, để khiến hội nên thánh sau khi lấy nước rửa và dùng đạo làm cho hội tinh sạch, đặng tỏ ra hội thánh đầy vinh hiển, không vết, không nhăn, không chi giống như vậy, nhưng thánh sạch không chỗ trách được ở trước mặt Ngài. Cũng một thế ấy, chồng phải yêu vợ như chính thân mình. Ai yêu vợ mình thì yêu chính mình vậy, vì chẳng hề có người nào ghét chính thân mình, nhưng nuôi nấng săn sóc nó như Đấng Christ đối với hội thánh, vì chúng ta là các chi thể của thân Ngài. Vậy nên người đàn ông phải lìa cha mẹ mà dính díu với vợ mình, hai người cùng nên một thịt. Sự mầu nhiệm ấy là lớn, tôi nói về Đấng Christ và hội thánh vậy. Thế thì mỗi người trong anh em phải yêu vợ mình như mình, còn vợ thì phải kính chồng. Chương 6. Hỡi kẻ làm con cái, hãy vâng phục cha mẹ mình trong Chúa, vì điều đó là phải lắm.
hãy tôn kính cha mẹ ngươi. Ấy là điều răn thứ nhất có một lời hứa nối theo, hầu cho ngươi được phước và sống lâu trên đất. Hỡi các người làm cha, chớ chọc cho con cái mình giận dữ. Hãy dùng sự sửa phạt khuyên bảo của Chúa mà nuôi nấng chúng nó. Hỡi kẻ làm tôi tớ, hãy run sợ, lấy lòng thật thà mà vâng phục kẻ làm chủ mình theo phần xác, như vâng phục Đấng Christ. Không phải vâng phục trước mặt người mà thôi, như các ngươi kiếm cách làm đẹp lòng người ta, nhưng phải như tôi tớ của Đấng Christ, lấy lòng tốt làm theo ý muốn Đức Chúa Trời. Hãy đem lòng yêu mến hầu việc chủ cũng như hầu việc Chúa, chẳng phải như hầu việc người ta. Vì biết rằng, bất luận tôi mọi hay tự chủ, mỗi người đều sẽ nhận lãnh của Chúa tùy việc lành mình đã làm. Hỡi anh em là người làm chủ, hãy đối đãi kẻ tôi tớ mình đồng một thể ấy, đừng có ngăm dọa chúng nó, vì biết rằng mình với chúng nó đều có một chủ chung ở trên trời, và trước mặt Ngài chẳng có sự tây vị ai hết. Vả lại, anh em phải làm mạnh dạn trong Chúa, nhờ sức toàn năng của Ngài. Hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời để được đứng vững mà địch cùng mưu kế của ma quỷ. Vì chúng ta đánh trận chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối này, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy. Vậy nên, hãy lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, hầu cho trong ngày khốn nạn anh em có thể cự địch lại, và khi thắng hơn mọi sự rồi, anh em được đứng vững vàng. Vậy hãy đứng vững, lấy lẽ thật làm dây nịt lưng, mặc lấy giáp bằng sự công bình, dùng sự sẵn sàng của tin lành bình an mà làm giày dép. Lại phải lấy thêm đức tin làm thuẫn, nhờ đó anh em có thể dập tắt được các tên lửa của kẻ dữ. Cũng hãy lấy sự cứu chuộc làm mão trụ, và cầm gươm của Đức Thánh Linh là lời Đức Chúa Trời. Hãy nhờ Đức Thánh Linh thường thường làm đủ mọi thứ cầu nguyện và nài xin. Hãy dùng sự bền đổ trọn vẹn mà tỉnh thức về điều đó, và cầu nguyện cho hết thảy các thánh đồ. Cũng hãy vì tôi mà cầu nguyện, để khi tôi mở miệng ra, Chúa ban cho tôi tự do mọi bề, bày tỏ lẽ mầu nhiệm của đạo tin lành, mà tôi vì đạo ấy làm sứ giả ở trong vòng xiềng xích, hầu cho tôi nói cách dạng dĩ như tôi phải nói. Và muốn cho anh em cũng biết những sự thuộc về tôi và việc tôi làm, thì có Tychicơ, anh em rất yêu dấu của chúng ta, là tôi tớ trung thành của Chúa, sẽ báo tin mọi sự cho anh em. Tôi đã sai người đi, có ý cho anh em biết tình cảnh chúng tôi là thế nào, để yên ủi lòng anh em. Nguyện xin anh em được sự bình an, sự yêu thương, cùng đức tin ban cho bởi Đức Chúa Trời là Cha và bởi Đức Chúa Giêsu Christ. Nguyện xin ân điển ở với hết thảy những kẻ lấy lòng yêu thương chẳng phai mà kính mến Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta. Chương 8. Bấy giờ, Salomon vời đến mình ở tại Jerusalem các trưởng lão Israel, hết thảy các quan trưởng của chi phái và những trưởng tộc của Israel, đặng rước hòm giao ước của Đức Giê-hô-va từ thành của David, tức là Si-ôn. Trong lúc lễ nhằm tháng Ê-tha-nin là tháng 7, hết thảy người nam của Israel đều nhóm lại cùng vua Salomon. Khi các trưởng lão Israel đã đến, thì những thầy tế lễ lấy hòm của Đức Giê-hô-va dời đi luôn với đền tạm và các khí dụng thánh ở trong đền tạm. Những thầy tế lễ và người Lê-vi khiêng các đồ đó lên. Vua Salomon và cả hội chúng Israel đã hiệp với người và đứng trước hòm, giết bò và chiên làm của lễ rất nhiều, không thể đếm được. Những thầy tế lễ đem hòm giao ước của Đức Giê-hô-va đến nơi nó, trong nơi chí thánh, dưới cánh cherubim, vì các cherubim dương cánh ra trên nơi để hòm, che thân trên hòm và các đoàn khiêng. Các đoàn khiêng dài đến nỗi người ta từ nơi thánh ở trước nơi chí thánh có thể thấy được, nhưng ở ngoài thì chẳng thấy. Các đoàn ấy ở đó cho đến ngày nay. Trong hòm chỉ có hai bảng đá mà Môi-se đã để tại núi Horeb khi Đức Giê-hô-va lập giao ước với dân Israel lúc họ ra khỏi xứ Ê-díp-tô. Sải khi những thầy tế lễ đã ra khỏi nơi thánh
bèn có mây đầy dãy nhà của Đức Giê-hô-va, đến nỗi những thầy tế lễ vì có mây ấy không thể đứng đó mà hầu việc được, vì sự vinh quang của Đức Giê-hô-va đầy dãy đền của Đức Giê-hô-va. Bấy giờ Sa-lô-môn nguyện rằng: Đức Giê-hô-va có phán rằng Ngài ngự trong nơi tối tăm mờ mịt. Hỡi Đức Chúa Trời, tôi đã cất xong một cái đền dùng làm nơi ngự của Ngài, tức một nơi Ngài ở đời đời. Đoạn, vua xây mặt lại và chúc phước cho hội chúng Israel. Cả hội chúng Israel đều đứng. Người nói rằng: Đáng khen ngợi Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel, vì từ miệng Ngài có phán hứa với David cha ta, và bởi tay Ngài đã làm ứng nghiệm lời ấy. Ngài phán rằng: Từ ngày ta đã đem Israel ta ra khỏi Ai Cập, ta không chọn thành nào trong các chi phái Israel đặng cất tại đó một cái nhà cho danh ta ngự, nhưng ta đã chọn David để người trị vì dân Israel ta. Vả David cha ta có ý cất một cái đền cho danh Giê-hô-va là Đức Chúa Trời của Israel. Nhưng Đức Giê-hô-va có phán với David cha ta rằng: Khi ngươi có ý xây đền cho danh ta thì lấy làm thậm phải, song ngươi sẽ chẳng cất đền ấy đâu, bèn là con trai ngươi do lòng ngươi sinh ra sẽ cất đền cho danh ta. Vậy Đức Giê-hô-va đã làm ứng nghiệm lời Ngài phán: Vì ta kế vị David cha ta ngồi trên ngôi Israel y như Đức Giê-hô-va đã hứa, và ta đã cất đền này cho danh Giê-hô-va là Đức Chúa Trời của Israel. Tại đó ta đã dọn một chỗ để hòm. Trong hòm có sự giao ước của Đức Giê-hô-va, tức là giao ước mà Ngài đã lập với tổ phụ chúng ta khi Ngài đem họ ra khỏi xứ Ai Cập. Kế đó Sa-lô-môn đứng trước bàn thờ của Đức Giê-hô-va, đối mặt cả hội chúng Israel, bèn giơ tay lên trời mà rằng: Lạy Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel, hoặc trên trời cao kia hoặc dưới đất thấp này, chẳng có một thần nào giống như Chúa. Chúa giữ sự giao ước và lòng nhân từ với kẻ tôi tớ Chúa, là kẻ nào hết lòng đi ở trước mặt Chúa. Đối cùng tôi tớ Chúa là David cha tôi, Chúa có giữ lời Ngài đã hứa với người. Thật, hễ điều chi miệng Chúa phán thì tay Chúa đã làm hoàn thành, y như chúng tôi thấy ngày nay. Vậy hỡi Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel ôi, ngày nay xin làm trọn lời Chúa đã hứa cùng tôi tớ Chúa là David cha tôi rằng: Nếu con cháu ngươi cẩn thận các đường lối mình, đi ở trước mặt ta y như ngươi đã đi, thì trước mặt ta sẽ chẳng hề thiếu một kẻ hậu tự ngươi đặng ngồi trên ngôi nước Israel đâu. Hỡi Đức Chúa Trời của Israel, xin hãy làm cho ứng nghiệm lời Chúa đã hứa cùng kẻ tôi tớ Chúa là David cha tôi. Nhưng quả thật rằng Đức Chúa Trời ngự trên đất này chăng? Kìa trời, dầu đến đổi trời của các từng trời chẳng có thể chứa Ngài được thay, phương chi cái đền này tôi đã cất. Dầu vậy hỡi Giê-hô-va Đức Chúa Trời tôi, xin hãy đói đến lời cầu nguyện và sự nài xin của kẻ tôi tớ Chúa, đặng nghe tiếng kêu cầu và khẩn nguyện mà kẻ tôi tớ Chúa cầu trước mặt Chúa ngày nay. Nguyện mắt của Chúa ngày và đêm đoái xem nhà này, là chỗ mà Chúa đã phán rằng danh ta sẽ ngự tại đó, đặng nghe lời cầu nguyện của tôi tớ Chúa hướng nơi này mà cầu. Phàm điều gì tôi tớ Chúa và dân Israel của Chúa sẽ hướng về nơi này mà khẩn cầu, xin Chúa hãy dũ nghe. Phải ở nơi ngự của Chúa tại trên các từng trời, xin Chúa dũ nghe, nhậm lời và tha thứ cho. Khi ai phạm tội cùng kẻ lân cận mình và người ta bắt ai đó phải thề, nếu người đến thề trước bàn thờ của Chúa tại trong đền này, thì xin Chúa ở trên trời hãy nghe, đối đãi và xét đoán tôi tớ Chúa mà lên án cho kẻ dữ, khiến đường lối nó đổ lại trên đầu nó, và xưng công bình cho người công bình, và thưởng người tùy theo sự công bình của người. Khi dân Israel của Chúa vì cớ phạm tội với Chúa bị kẻ thù nghịch đánh được, nếu chúng nó trở lại với Chúa, nhận biết danh Ngài và cầu nguyện nài xin với Chúa trong đền này,
thì xin Chúa ở trên trời hãy dũ nghe, tha tội cho dân Israel của Chúa và khiến họ trở về đất mà Chúa đã ban cho tổ phụ họ. Nếu các tầng trời bị đóng chặt không có mưa bởi vì chúng nó đã phạm tội với Chúa, nếu chúng nó hướng về nơi này mà cầu nguyện, nhận biết danh Chúa, xây bỏ tội lỗi mình sau khi Chúa đã đoán phạt họ, thì xin Chúa ở trên trời hãy dũ nghe, tha tội cho các tôi tớ Chúa và cho dân Israel của Ngài. Xin hãy chỉ cho họ con đường thiện mà họ phải đi và giáng mưa trên đất của Chúa đã ban cho dân Ngài làm sản nghiệp. Khi trong xứ xảy có đói kém, ôn dịch, hạn hán, ten sét, cào cào, châu chấu, hoặc có quân thù nghịch vây các thành của địa phận họ, hay là có tai vạ chi, tật bệnh gì, nếu có một người hoặc cả dân Israel của Chúa, ai nấy đã nhận biết tai họa của lòng mình mà giơ tay ra hướng về đền này và cầu nguyện, khẩn xin vô luận điều gì, thì xin Chúa ở trên trời là nơi Chúa ngự, dũ nghe và tha thứ cho, đối đãi báo ứng mỗi người tùy theo công việc họ, vì Chúa thông biết lòng của họ. Thật, chỉ một mình Chúa biết lòng của con cái loài người, để khiến họ kính sợ Chúa trọn đời họ sống ở trên đất mà Chúa đã ban cho tổ phụ chúng tôi. Vả lại, về khách lạ là người chẳng thuộc về dân Israel của Chúa, nhưng vì danh Ngài từ xứ xa đến, vì người ngoại bang sẽ nghe nói về danh lớn của Chúa, về cánh tay quyền năng giơ thẳng ra của Chúa. Khi người đến cầu nguyện trong nhà này, xin Chúa ở trên trời là nơi Chúa ngự, dũ nghe và làm theo mọi điều người khách lạ sẽ cầu xin Chúa, để cho muôn dân của thế gian nhận biết danh Chúa, kính sợ Chúa, y như dân Israel của Ngài, và cho biết rằng danh Chúa xưng ra trên đền này mà tôi đã xây cất. Khi dân của Chúa đi chiến trận cùng quân thù nghịch mình, theo con đường Chúa đã sai đi, nếu họ cầu khẩn Đức Giê-hô-va, xây mặt hướng về thành Chúa đã chọn và về đền tôi đã cất cho danh Ngài, thì xin Chúa ở trên trời hãy dũ nghe các lời cầu nguyện nài xin của chúng và binh vực quyền lợi cho họ. Khi chúng nó phạm tội cùng Chúa, vì không có người nào chẳng phạm tội, và Chúa nổi giận, phó chúng nó cho kẻ thù nghịch. Khi họ bị bắt làm phu tù đến xứ của kẻ thù nghịch, hoặc xa hoặc gần, ví bằng trong xứ mà họ bị tù, họ nghĩ lại, ăn năn và nài xin Chúa mà rằng: chúng tôi có phạm tội, làm điều gian ác và cư xử cách dữ tợn. Nhược bằng tại trong xứ mà thù nghịch đã dẫn họ đến làm phu tù, họ hết lòng hết ý trở lại cùng Chúa, cầu nguyện cùng Ngài, mặt hướng về xứ mà Chúa đã ban cho tổ phụ họ, về thành mà Chúa đã chọn và về đền mà tôi đã xây cất cho danh Chúa, thì xin Chúa ở trên trời, tức nơi Chúa ngự, hãy dũ nghe lời cầu nguyện nài xin của họ và binh vực quyền lợi cho họ, tha cho dân Chúa tội lỗi và các sự trái mạng mà họ đã phạm cùng Ngài. Xin Chúa khiến những kẻ bắt họ làm phu tù có lòng thương xót họ, vì dân Israel vốn là dân sự Chúa, cơ nghiệp của Chúa mà Chúa đã đem ra khỏi Ai Cập, tức khỏi giữa lò sắt. Nguyện Chúa đoái xem kẻ tôi tớ Chúa và dân Israel của Ngài, dũ nghe lời cầu nguyện nài xin của họ mỗi lần họ kêu cầu cùng Chúa. Hỡi Chúa Giê-hô-va ơi, Chúa đã phân cách họ khỏi các dân tộc trên đất để họ làm cơ nghiệp Chúa, y như Chúa đã phán bởi miệng Môi-se là tôi tớ Chúa, khi Chúa đem tổ phụ chúng tôi ra khỏi Ai Cập. Khi Sa-lô-môn đã cầu với Đức Giê-hô-va những lời khẩn nguyện nài xin này xong, bèn đứng dậy trước bàn thờ Đức Giê-hô-va, khỏi nơi người đã quỳ, tay giơ lên trời. Người đứng chúc phước lớn tiếng cho cả hội chúng Israel mà rằng: đáng khen ngợi Đức Giê-hô-va là đấng đã ban sự bình yên cho dân Israel của Ngài tùy theo các lời Ngài đã hứa. Về các lời tốt lành mà Ngài đã cậy miệng Môi-se kẻ tôi tớ Ngài phán ra, chẳng có một lời nào không ứng nghiệm. Nguyện Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi ở với chúng tôi, như Ngài đã ở cùng tổ phụ chúng tôi, chớ lìa, chớ bỏ chúng tôi. Nguyện Ngài dục lòng chúng tôi hướng về Ngài, hầu chúng tôi đi trong mọi đường lối Ngài, giữ những điều răn, luật pháp và mạng lệnh của Ngài đã truyền cho tổ phụ chúng tôi. Ước gì Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta
ngày đêm vũ lòng nhớ đến các lời ta đã nài xin trước mặt Ngài, hầu cho tùy việc cần ngày nào theo ngày nấy, Đức Giê-hô-va binh vực quyền lợi của tôi tới Ngài và của dân Israel, hầu cho muôn dân của thế gian biết rằng Giê-hô-va là Đức Chúa Trời, chớ chẳng có ai khác. Vậy các ngươi khá lấy lòng trọn lành đối với Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta, để đi theo luật lệ Ngài và giữ gìn điều răn của Ngài, y như các ngươi đã làm ngày nay. Vua và cả Israel đều dâng các của lễ tại trước mặt Đức Giê-hô-va. Salomon dâng của lễ thù ân cho Đức Giê-hô-va 22.000 con bò đực và 12.000 con chiên. Vua và cả dân Israel đều dự lễ khánh thành đền của Đức Giê-hô-va là như vậy. Trong ngày đó, vua biệt riêng ra nơi chính giữa của hành lang ở trước đền thờ của Đức Giê-hô-va, vì tại đó người dân các của lễ thiêu, của lễ chay và mở về của lễ thù ân, bởi vì bàn thờ bằng đồng để trước đền của Đức Giê-hô-va là nhỏ quá đựng các của lễ thiêu, của lễ chay và mở về của lễ thù ân không đặng. Trong lúc đó, Salomon và cả dân Israel, một hội chúng rất lớn, ở từ miền Hamat cho đến khe Egypto, hiệp tại trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta mà giữ lễ trong 7 ngày, lại 7 ngày khác nữa, cộng 14 ngày. Ngày thứ 8, vua cho dân sự về. Dân chúc phước cho vua, đi trở về trại mình, lấy làm mừng rỡ vui lòng về mọi sự tốt lành mà Đức Giê-hô-va đã làm cho David kẻ tôi tớ Ngài, và cho Israel, dân sự của Ngài. Chương 9. Khi Salomon đã cất xong nhà của Đức Giê-hô-va, cung điện và mọi sự người muốn cất, thì Đức Giê-hô-va hiện đến cùng người lần thứ nhì, y như Ngài đã hiện ra cùng người tại Ga-ba-ôn. Đức Giê-hô-va phán với người rằng: Ta đã nhậm lời cầu nguyện nài xin của ngươi thưa trước mặt ta. Ta đã biệt riêng ra thánh cái đền này mà ngươi đã cất, để cho danh ta ngự tại đó đời đời. Mắt và lòng ta sẽ thường ở đó mãi mãi. Còn ngươi, nếu ngươi đi trước mặt ta như David cha ngươi đã đi, lấy lòng trọn lành và ngay thẳng mà làm theo các điều ta đã phán dặn ngươi, giữ những luật lệ và mạng lệnh của ta, bây giờ ta sẽ làm cho ngôi nước ngươi kiên cố đến đời đời trên Israel, y như ta đã hứa cùng David cha ngươi mà rằng, ngươi sẽ chẳng hề thiếu kẻ hậu tự ngươi ngồi trên ngôi Israel. Nhưng nếu ngươi và con cháu các ngươi xây bỏ ta, không giữ các điều răn và luật lệ ta đã truyền cho các ngươi, đi hầu việc những thần khác và thờ lại chúng nó, thì ta sẽ trút Israel khỏi đất ta đã ban cho chúng nó, trừ bỏ khỏi trước mặt ta cái đền này mà ta đã vì danh ta biệt riêng ra thánh, và Israel sẽ trở nên lời tục ngữ và trò cười giữa muôn dân. Còn đền này dầu cao dường nào, ai đi ngang qua gần nó cũng lấy làm lạ lùng chê bai mà rằng: Cớ sao Đức Giê-hô-va có làm cho xứ này và đền này như vậy? Người ta sẽ đáp rằng: Ấy vì chúng nó đã lìa bỏ Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng nó, là đấng đem tổ phụ họ ra khỏi xứ Ê-díp-tô. Họ theo các thần khác, thờ lại các thần ấy và hầu việc chúng nó. Vì cớ đó, Đức Giê-hô-va đã giáng trên họ các tai họa này. Xảy ra vừa chẳng 20 năm khi Sa-lô-môn đã xây xong hai cái nhà, tức là đền của Đức Giê-hô-va và cung điện vua, thì bây giờ vua Sa-lô-môn ban cho Hi-ram vua Ti-rơ 20 thành ở xứ Ga-li-lê, vì Hi-ram có cấp cho Sa-lô-môn gỗ bá hương, gỗ tùng và vàng tùy người muốn bao nhiêu. Hi-ram từ Ti-rơ đến đặng xem các thành mà Sa-lô-môn đã ban cho mình, nhưng các thành đó chẳng đẹp lòng người, và người nói rằng: Hỡi anh, những thành mà anh cho em đó là cái gì? Rồi người gọi các thành ấy là xứ Kabul, hãy còn gọi như vậy đến ngày nay. Vả, Hi-ram đã gửi cho vua Sa-lô-môn 120 ta lân vàng. Này là cớ sao Sa-lô-môn đã bắt sâu đặng xây cất đền Đức Giê-hô-va và cung điện mình luôn với Milo, vách thành Jerusalem, Hát-so, Megiddo và Gê-se. Pharaon, vua của Ê-díp-tô, đã đi lên chiếm lấy Gê-se, thiêu đốt nó và giết những dân Canaan ở trong thành, rồi ban thành ấy làm của vu quy cho con gái mình là vợ Sa-lô-môn. Vậy Sa-lô-môn xây thành Gê-se, Bết-hô-rôn dưới,
Ba-lát và Tác-mốt tại trong đất rừng của xứ, lại xây các thành có những kho trữ lương phạn của Sa-lô-môn, những thành để xe cộ, những thành cho quân kỵ và mọi điều gì đẹp lòng Sa-lô-môn xây cất tại Giê-ru-sa-lem, trong Li-ban và trong cả xứ phục dưới quyền người. Hết thảy những người còn sống sót lại trong dân Amorit, dân Hê-tít, dân Phê-rê-xít, dân Hê-vít và dân Giê-bu-xít không thuộc về dân Israel, tức là các con cháu của chúng nó còn lại ở trong xứ mà dân Israel không đủ sức diệt hết được, thì Sa-lô-môn bắt phụ làm sâu dịch cho đến ngày nay. Nhưng Sa-lô-môn không bắt dân Israel làm tôi mọi, song họ làm binh chiến, tôi tớ, quan trưởng, quan tướng, quan cai xe và lính kỵ của người. Còn về các quan trưởng đặt lên coi sóc các công việc của Sa-lô-môn, số là 550 người, họ cai trị dân làm công việc. Con gái Pharaoh ở thành David đi lên cung mà Sa-lô-môn đã xây cất cho nàng. Bấy giờ người xây cất Milo. Mỗi năm ba lần, Sa-lô-môn dâng của lễ thiêu và của lễ thù ân trên bàn thờ mà người đã đóng cho Đức Giê-hô-va và sông hương trên bàn thờ đã đặt ở trước mặt Đức Giê-hô-va. Người xây xong đền thờ là như vậy. Vua Sa-lô-môn cũng sắm sửa một đoàn tàu tại Esion-Gebe gần Elot trên mé biển đỏ trong xứ Edom. Hiram sai những tôi tớ mình, tức những thủy thủ thông thạo về nghề đi biển, đến trong đoàn tàu đó đặng giúp tôi tớ của Sa-lô-môn. Họ đi Ophir đem về cho Sa-lô-môn 420 ta lân vàng. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giê-xu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báo của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con Chúa ơi. Những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa. Con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng. Cảm ơn bạn. Hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.